Thưa quý vị và các bạn, theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, bệnh lao là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đối với sức khỏe và tính mạng con người và có nguy cơ lây lan ra cộng đồng rất lớn. Bệnh có thể chữa khỏi nếu phát hiện sớm và thực hiện đúng phác đồ điều trị. Với tỉnh Lâm Đồng, trong thời gian qua, công tác phòng chống bệnh lao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng như thế nào? Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Theo đánh giá của các chuyên gia y tế, lao là nguyên nhân gây tử vong cao trong các bệnh nhiễm trùng. Năm 2016, ước tính toàn cầu có 9,6 triệu người mắc lao, 13% trong số mắc lao có đồng nhiễm HIV, khoảng gần 2 triệu người tử vong mỗi năm do lao. Riêng ở Việt Nam, mỗi năm có khoảng 130.000 bệnh nhân mắc lao mới, trong đó có 7.000 người mắc lao đồng nhiễm HIV, hơn 500 bệnh nhân lao đa kháng thuốc, 6% lao siêu kháng thuốc. Thưa quý vị và các bạn, theo Tổ chức Y tế Thế giới thì bệnh lao là căn bệnh truyền nhiễm và cũng nguy hại như bệnh HIV/AIDS và tỷ lệ tử vong của bệnh lao cũng khá cao nếu như bệnh nhân bị kháng thuốc. Tuy nhiên, nếu mà phát hiện và điều trị kịp thời thì bệnh lao có thể chữa khỏi hoàn toàn. Tình hình bệnh lao trên toàn cầu là một gánh nặng lớn về mặt sức khỏe và tỷ lệ tử vong cao nhất trong các bệnh lý. Và Việt Nam chúng ta nằm trong top 14 trên 30 nước có tình hình gánh nặng về bệnh lao cao nhất trên toàn cầu. Yếu tố mà quan trọng nhất trong cái hoạt động phòng chống lao trên toàn cầu nói chung cũng như là ở tỉnh Lâm Đồng chúng ta là vấn đề là phòng bệnh, phát hiện bệnh sớm để quản lý điều trị, cắt đứt cái nguồn lây và tuyên truyền vận động để về cái mặt về phòng bệnh trong cộng đồng. Xác định được sự nguy hiểm của bệnh lao, nên trong thời gian qua, công tác phòng chống bệnh lao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng luôn được ngành y tế chú trọng, đẩy mạnh công tác phòng chống điều trị cho bệnh nhân lao. Trong đó, xây dựng mạng lưới phòng chống lao, cử cán bộ chuyên trách phòng chống lao ở các tuyến cơ sở đến tuyến tỉnh, đồng thời tổ chức tuyên truyền cho người dân nhận biết được triệu chứng của bệnh lao, vận động người dân tham gia xét nghiệm tại các cơ sở y tế. Nhờ đó, nhận thức về phòng chống bệnh lao của người dân trên địa bàn tỉnh được tăng lên. Theo thống kê của Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh Lâm Đồng, hiện tổng số bệnh nhân lao phát hiện điều trị trong toàn tỉnh Lâm Đồng là 625 bệnh nhân, trong đó phát hiện được 6 bệnh nhân lao có khả năng lây nhiễm qua tiếp xúc. Số bệnh nhân lao kháng thuốc thu dung 9 bệnh nhân. Hầu hết các huyện đều thực hiện việc tư vấn xét nghiệm HIV cho bệnh lao và ngược lại. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện các mục tiêu còn gặp nhiều khó khăn thách thức, đó là số người nhiễm lao trong cộng đồng chưa giảm, nhận thức của người dân về phòng chống lao chưa cao, số bệnh mắc lao vẫn còn gia tăng. Bệnh nhân chủ yếu phát hiện và điều trị quản lý ở cộng đồng được cấp phát thuốc theo hệ thống mạng lưới lao của y tế cơ sở. Một số trường hợp bệnh nhân lao nặng cấp cứu, lao điều trị tấn công trong giai đoạn kháng thuốc thì phải điều trị tại ở các khoa lây, khoa lao của bệnh viện đa khoa hoặc là bệnh viện của các trung tâm y tế huyện. Cái khó khăn là về lực lượng cán bộ y tế, đặc biệt là bác sĩ chuyên sâu của ngành lao chưa được nhiều, chưa được thu hút để đảm trách cái trách nhiệm cũng như là năng lực quản lý bệnh nhân. Theo bác sĩ Trần Văn Phương, trưởng khoa lao và bệnh phổi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, nguyên nhân bệnh lao là do vi khuẩn gọi là Mycobacterium gây ra. Người khỏe mạnh bị truyền vi khuẩn lao qua đường hô hấp trong môi trường không khí từ ho hoặc hắt hơi từ phía người nhiễm bệnh. Trung bình mỗi năm, khoa lao và bệnh phổi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận gần 100 bệnh nhân mắc lao. Trong đó có nhiều bệnh nhân mắc lao ở giai đoạn lây nhiễm cao, khiến cho công tác điều trị cho bệnh nhân gặp nhiều khó khăn. Việt Nam mình đang triển khai theo cái chương trình phòng chống lao của Trung ương, tức là chỉ uống thuốc thôi, uống thuốc buổi sáng lúc bụng đói, uống đều đều, một cái phác đồ đều, một cái liệu trình điều trị như vậy là 6 tháng. Bệnh nhân tuân thủ tốt thì cái lao nó điều trị nó sẽ hết. Đối với những trường hợp mà người ta bỏ trị hoặc là điều trị vì lý do này lý do khác, người ta điều trị đi điều trị lại thì nó sẽ dẫn đến vấn đề kháng thuốc, mà vấn đề kháng thuốc là vấn đề cực kỳ khó khăn cho kể cả bệnh nhân, kể cả thầy thuốc và cả xã hội nữa, tại vì nó điều trị tốn kém, thời gian điều trị kéo dài và cái kết quả nó thì không ai dám chắc. Mục tiêu hướng tới của Tổ chức Y tế Thế giới thực hiện từ nay đến năm 2030 đoàn kết để chấm dứt bệnh lao, cùng với đó là cam kết sẽ tập trung đặc biệt về các nỗ lực đoàn kết nhằm không để một ai bị bỏ lại phía sau, bao gồm các hành động để giải quyết tình trạng kỳ thị, phân biệt đối xử, cách ly xã hội và vượt qua những rào cản để tiếp cận chăm sóc.
Với tỉnh Lâm Đồng, để đạt được mục tiêu trên, thì công tác phòng chống lao cần phải nỗ lực và có sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, tổ chức chính trị xã hội và toàn thể mọi người dân trong cộng đồng. Tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho nhân dân về phòng chống lao bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức của người dân trong việc phát hiện bệnh lao cho bản thân và cách phòng tránh bệnh lao cho cộng đồng. Lâm Đồng có diện tích rau hoa lớn nhất nước và trình độ sản xuất cũng được nông dân và các doanh nghiệp liên tục nâng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về năng suất và chất lượng của các sản phẩm rau hoa. Tuy nhiên, lâu nay, ngoài việc trồng rau hoa có chất lượng tốt,